Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, hôm qua 13 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản trả lời chính thức Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về kiến nghị bỏ quy định tỷ lệ mạ băng cá tra không vượt quá 10% trong Nghị định 36. Theo đó, Bộ này khẳng định quy định trên là cần thiết và sẽ không thay đổi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, mục đích của việc mạ băng là để bảo vệ sản phẩm nhằm giảm khả năng mất nước gây suy giảm chất lượng sản phẩm trong quá trình đông lạnh. Theo hướng dẫn của Ủy ban Thực phẩm Quốc tế Codex, tỷ lệ mạ băng để đạt được mục tiêu công nghệ thông thường là không quá 5%. Do đó, quy định tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% là cần thiết, phù hợp và đủ linh hoạt cho các doanh nghiệp và ngăn ngừa gian lận thương mại. Bộ này cũng khẳng định quy định hàm lượng nước tối đa trong cá tra phi lê đông lạnh không quá 83% trong Nghị định 36 là đủ độ tin cậy, cơ sở khoa học và thực tiễn để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cá tra Việt Nam. Trước đó, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất và được Chính phủ đồng ý chưa thực hiện các quy định về hàm lượng nước tối đa và tỷ lệ mạ băng trong cá tra phi lê đông lạnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2014 như quy định ban đầu. Liên quan đến việc hành khách đổ dồn về bến xe miền Đông để mua vé xe Tết trong những ngày gần đây, ghi nhận của chúng tôi đến hôm nay 14 tháng 1, lượng khách đã bình thường trở lại. Theo đại diện Ban Quản lý bến xe miền Đông, tình trạng nhiều người xếp hàng mà vẫn không mua được vé trong những ngày qua là do còn nhiều hãng xe còn chưa bắt đầu bán vé xe Tết. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe miền Đông cho biết, hiện bến đang có khoảng 100 hãng xe tự bán vé và 107 hãng xe ủy quyền cho bến bán vé. Các doanh nghiệp tự bán vé có quyền tự điều hành, kê khai giá với cơ quan chức năng và xuất bán vé cho khách hàng khi hoàn thành thủ tục theo quy định. Trong ngày 11 tháng 1, chỉ có 3-4 hãng xe bắt đầu xuất bán vé xe dịp Tết, trong khi số khách dồn về quá đông đã gây ra tình trạng quá tải như báo chí phản ánh. Như vừa qua thì có thể là có đến là 3 doanh nghiệp đã kê khai xong và cùng đưa vé ra bán vé cho hành khách. Trong khi đó thì có cả khoảng chừng 5 doanh nghiệp thì chưa kê khai và chưa bán vé. Nhưng mà thông tin đến với hành khách thì mọi người đi tuyến đường Quảng Ngãi đều đổ dồn về mua vé. Thì như vậy thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là 3 doanh nghiệp này họ chỉ bán vé trong cái khả năng phục vụ của họ mà thôi. Không thể nào phục vụ hết cho cái tuyến đường Quảng Ngãi mà hàng ngày hành khách có thể là đi của các doanh nghiệp khác nữa. Thành thử ra nó thì sẽ có một lượng hành khách không mua được vé. Cũng theo ông Hải, phải đến ngày 1 tháng 12 âm lịch, bến xe mới bắt đầu xuất bán vé, nên các hành khách chưa mua được vé xe của các doanh nghiệp có thể chờ mua vé của bến. Ngoài ra, ông cũng cho biết, lượng vé mà các doanh nghiệp bán trong dịp vừa qua là số vé được tính toán dựa trên năng lực chuyên chở của hãng. Sắp tới, các hãng sẽ thuê xe ngoài và có biện pháp tăng chuyến để phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp Tết. Trước đó, trong khoảng 2 ngày 11 và 12 tháng 1, hàng trăm lượt người đã đổ dồn về bến xe miền Đông để mua vé xe về Tết, chủ yếu là các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, Bình Định, Huế. Ban quản lý bến xe đã yêu cầu doanh nghiệp phải phát số thứ tự để không xảy ra tình trạng chen lấn, nhưng nhiều người vẫn không mua được vé sau khi đợi hàng giờ đồng hồ. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vé xe Tết, theo giá công khai của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vé xe dịp Tết này tăng từ 20-60% so với ngày thường, trong khi trước đó giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã lao dốc rất mạnh. Liệu mức giá này có phù hợp với tình hình hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Thưa ông, thì theo cái trang web của Ban Quản lý thì cái giá vé mà kê khai hiện nay cho phục vụ riêng trong cái dịp Tết sắp tới thì sẽ tăng từ 20-60% so với ngày thường. Tuy nhiên là chi phí nhiên liệu đầu vào thì được giảm rất nhiều và cũng như là các hãng xe trong thời gian gần đây là đã được yêu cầu là phải giảm giá cho phù hợp. Thì lý do tại sao cái giá vé phục vụ Tết vẫn có mức tăng tương đối cao như vậy ạ? Về giá vé Tết, mình phải tách ra làm hai phần. Một phần là giá vé ngày thường và một phần là giá vé phụ thu. Cái giá vé ngày thường đó là do giá nhiên liệu xăng dầu giảm, thì các doanh nghiệp sẽ kê khai giảm theo cái giá nhiên liệu. Thì theo ghi nhận của bến xe miền Đông hiện tại đó thì có trên 120 doanh nghiệp, đến giờ này có trên 120 doanh nghiệp đã kê khai giảm giá vé và có 2 doanh nghiệp là kê khai lại, có nghĩa là không tăng không giảm. Thì với cái giá vé giảm như thế thì với phụ thu 20 hoặc 40 hoặc 60, cái mức phụ thu 20, 40 hoặc 60 này dùng để bù cái chiều chạy rỗng của các phương tiện trong cái dịp Tết mà thôi. Do đó cái giá vé dịp Tết năm nay
theo chúng tôi ghi nhận, so sánh với Tết năm rồi thì cái giá vé Tết năm nay nó có giảm hơn so với giá vé Tết năm rồi là khoảng từ 5-10%. Tuy nhiên nếu mà nói phí phụ thu này là do các cái chuyến xe phải gắn một cái chiều rỗng quay ngược trở lại thì các cái hãng máy bay hay là tàu lửa thì họ cũng phải gánh cái chi phí này, nhưng mà cái giá vé cho dịp Tết này của họ đã giảm, thì ông nghĩ như thế nào về ý kiến này? Đối với có thể là phương tiện hàng không và tàu hỏa thì họ bán hết năng lực, họ thông báo là hết vé và họ chỉ chở chừng mực đó thôi. Còn riêng đường bộ là chúng tôi phải phục vụ đến hành khách cuối cùng, có nghĩa là không để một người hành khách nào ở lại bến. Đến đêm 30 Tết tôi còn tổ chức những chuyến xe về đến miền Bắc hoặc miền Trung. Hàng ngày đó là các doanh nghiệp vận tải họ chỉ đầu tư phương tiện đủ để phục vụ hành khách ngày thường mà thôi. Do vậy đến khi mà dịp Tết á, thì lượng phương tiện phải tăng lên gấp đôi gấp ba lần mà không lấy đâu ra để cái phương tiện đó. Do vậy phải quy động chiều chạy rộng, xe chạy rộng một chiều thì cái lượng phương tiện nó mới tăng lên gấp đôi lần. Đối với những chuyến xe tăng cường hoặc những cái xe là tăng thêm, họ chỉ có thể là họ chỉ chạy trong cái những chuyến xe ngày thường mà thôi. Do vậy để mà khuyến khích xe quay vòng tăng đầu phương tiện hoặc là thu hút xe vào tăng cường để giải tỏa khách thì nhiều năm thì các doanh nghiệp cùng với bến phối hợp có cái biện pháp là phải các doanh nghiệp phụ thu cái để bù chiều chạy rỗng, thì như thế thì nó đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của hành khách. Như vậy thì cụ thể cái kế hoạch là tăng chuyến, tăng cái số lượng xe phục vụ cho dịp Tết của bến xe miền Đông như thế nào trong cái dịp Tết Nguyên Đán lần này ạ? Thì theo cái kế hoạch của chúng tôi phối hợp với các đơn vị vận tải thì có nhiều phương thức để tăng cái đầu phương tiện. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp sẽ quay vòng xe nhanh, có nghĩa là chạy rộng một chiều liền, chạy rộng một chiều về bến liền. Còn phương thức thứ hai là các doanh nghiệp sẽ huy động những cái xe hàng ngày là đi hợp đồng hoặc là những chạy ở những bến khác sẽ huy động về bến để mà tăng cái đầu phương tiện. Cái phương thức thứ ba là các doanh nghiệp sẽ thuê thêm xe của các đơn vị mà hàng ngày có thể đi du lịch hoặc chạy hợp đồng đó, thì các doanh nghiệp sẽ thuê thêm những cái xe của các doanh nghiệp này để đưa vào bến để là tăng cường. Ngoài ra thì bến xe thì sẽ chủ động có những cái tuyến đường đột biến sẽ tăng những cái tăng lượng khách rất là cao, nhưng mà cũng có những tuyến đường vào những cái thời điểm đó thì gần như là khách rất là ít, thì bến xe sẽ chủ động điều chuyển những cái chuyến này ít khách đó, qua những cái tuyến đông khách để mà giải tỏa khách ngay. Còn nếu mà trên đường đi thường cũng có những cái chuyến xe trên những cái tuyến đường trục lộ đó, dễ bị ách tắc giao thông thì bến xe sẽ hợp đồng với các đơn vị vận tải xe buýt đó, thì dự phòng thì hiện tại giờ chúng tôi đang dự phòng khoảng 60 xe để những khi những cái có những cái tuyến đường nào mà ứ động hành khách mà xe trên tuyến quay về chưa kịp thì chúng tôi sẽ đưa cái lượng xe này ra giải tỏa hành khách. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin Trong Nước của chúng tôi hôm nay. Hãy ghé thăm YouTube FBNC để có thêm thông tin của các chương trình. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát tại YouTube FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo sau sẽ là phần tin thế giới.